Đây là bảo tàng tư nhân có tên là Đại Viên Tường, nằm tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Và bảo tàng về tranh, tượng hay là các cái kiến trúc về đình, chùa, đền, miếu mạo thì em đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà một bảo tàng rộng đến hơn 2.000m² mà chuyên chỉ có cửa gỗ thì đây là lần đầu tiên mà em mới nhìn thấy. Bởi vì bảo tàng này có tới hàng chục nghìn bộ cửa gỗ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi trở lên. Và chủ nhân của bảo tàng này thì có nói rằng ông đã mất hơn 20 năm kiên trì để đi về các cái miền quê và dành toàn bộ tài sản, thu nhập cũng như là tài chính của mình để thu thập những cái bộ cửa gỗ ở trong dân gian. Và nội dung ở trên những cái cánh cửa này thì chạm khắc rất là đa dạng, từ chim hoa tới thần Phật hay là những cái hoa văn hoặc là những cái ý tưởng của con người để cầu mong về sự thành công, bình an trong cuộc sống. Đây không những chỉ là di sản của người xưa để lại mà nó còn là tấm gương để phản chiếu cái trình độ văn hóa, lối sống, tư tưởng, nhận thức quan hay là quan niệm về đời sống của người xưa. Bởi vậy mà các tác phẩm này trường tồn và truyền tải cả một cái thời kỳ lịch sử của văn hóa Trung Hoa.